Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng năm 2023. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng một cách toàn diện, cơ bản đảm bảo chương trình, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Qua kiểm tra giám sát, các tổ chức Đảng, đảng viên đã cơ bản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng năm 2023 cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác kiểm tra của Đảng.